Lãnh đạo huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ vừa đến thăm chúc mừng năm mới tại huyện Dòng Trơm tỉnh Bến Tre. Tại đây, lãnh đạo hai huyện Phong Điền và huyện Dòng Trơm đã thông tin nhanh kết quả thực hiện nghị quyết huyện ủy năm 2023 và mục tiêu nhiệm vụ của hai huyện năm 2024, thông tin những thành tựu nổi bật mà hai huyện đã đạt được trong năm, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới đến Đảng bộ chính quyền và nhân dân hai huyện đón mùa xuân vui tươi đầm ấm và luôn đạt được nhiều thành công mới chúc cho mối quan hệ tình đoàn kết giữa hai địa phương ngày càng thắt chặt. Cùng ngày tại huyện ủy Dòng Trơm, đoàn công tác của huyện Phong Điền đã tham dự lễ kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 64 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi 17 tháng 1 năm 1960, 17 tháng 1 năm 2024. Dịp này, lãnh đạo hai địa phương đã đến dân hương tại khu lưu niệm bà Nguyễn Thị Định, vị nữ tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam và diễn thắp hương tại đền thờ nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị đến thăm gia đình đại tá Nguyễn Thanh Đức, nguyên thành ủy viên, nguyên chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố Cần Thơ tại quận Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre.